Con quyết định rồi. Con sẽ không lấy vợ luôn. Con sẽ ở với má suốt đời. Năm nay buồn mấy con gì vậy hả? Sao giờ tìm giúp việc khó thế nhở? Tôi nè. Được không? Một ngày 2 tiếng, một tuần 5 ngày. Trời ơi, sao tôi sung sướng dữ được rồi trời. Sao tôi khổ thế này hả trời? Về ly luôn. Tao là một thằng hèn. Tao không dám bảo vệ tình yêu của tao với chính những người mà tao yêu thương. Đúng, tôi là người giúp việc. Một giờ 120 ngàn. Hôm qua tới nay 24 tiếng đồng hồ. Tôi đủ tiền mua vé cho anh chị về quê đốt nhang cho ông bà.